Diễn viên Tom Cruise trông vẫn trẻ ở tuổi 50, tin từ London. Tom Cruise đã xuất hiện với một lò sưởi di động đi theo sát bên mình để đối phó với thời tiết giá lạnh của London tại buổi ra mắt bộ phim mới của mình, Oblivion, xin được tạm dịch là Lãng Quên. Đây là một phim khoa học viễn tưởng nói về hai con người cuối cùng còn lại trên trái đất đang cố gắng để bảo vệ nguồn cung cấp nước bị đe dọa bởi một loài vật ngoài hành tinh bí ẩn. Tom Cruise đóng vai một nhân viên tình báo mạo hiểm Jack Harper, người tìm cách sửa chữa các máy bay không người lái để bảo vệ nguồn nước trong thời kỳ hậu tận thế. Người thứ hai sống sót là Vika, người yêu lâu năm của Jack, do diễn viên Andrea Riseborough thủ vai. Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ khi một phi thuyền không gian bí ẩn đáp xuống gần nơi họ ở và họ phát hiện ra một người sống sót khác, đó là Julia, do Olga Kurylenko thủ vai. Julia dường như biết Jack và cũng đã xuất hiện trong những giấc mơ của Jack. Khi Tom Cruise được hỏi bởi một phóng viên tại buổi ra mắt phim là anh làm thế nào để có nét mặt vô cùng trẻ trung ở tuổi 50, đặc biệt là với hình ảnh hai đét rõ nét. Tom Cruise đã cảm ơn người phóng viên là đã khen anh có gương mặt trẻ trung và nói anh cũng không hiểu rõ tại sao. Có thể là do anh thường xuyên luyện tập thể dục để phù hợp với những nhân vật trong những phim anh đóng. Nói về bộ phim mới, Tom Cruise đã cho biết, mặc dù là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng phần lớn bộ phim đã được quay tại hiện trường chứ không phải ở tại phim trường. Do đó, ngân sách cho bộ phim đã lên đến 120 triệu Mỹ Kim. Khi ý tưởng dàn dựng hầu hết các cảnh vật viễn tưởng được trình bày cho các nhà làm phim đã có nhiều lo ngại vì sẽ tốn rất nhiều tiền. Bộ phim được đạo diễn bởi Joseph Kosinski sẽ được phát hành tại Anh Quốc vào ngày 12 tháng 4.